Xin chào cả nhà. Thì hôm nay em cũng sẽ làm một cái video, mình cũng chia sẻ cho cả nhà mình về cái vấn đề là khi chúng ta chăn nuôi gà ở thời điểm hiện tại thì chúng ta sẽ như thế nào, chúng ta lời hay là chúng ta sẽ bị lỗ. Thì như cả nhà mình cũng biết, hiện nay là cái giá đầu vào ấy, là con giống nó cao, cái giá thức ăn nó cũng cao, nhưng mà cái đầu ra nó lại thấp. Thành ra ta thấy nhiều anh chị chăn nuôi trên những cái diễn đàn chăn nuôi hội gà thả vườn này cả nhà, cũng như những ông hàng xóm ở em, người ta kêu quá trời chăn nuôi thời điểm này là lỗ, chăn nuôi thời điểm này chỉ có con đường chết thôi, chăn nuôi bây giờ là cho gà ăn như cho ăn sâu đỏ cả nhà, chăn nuôi bây giờ là cái quần cũng không còn. Nói chung là thì gọi như là chăn nuôi bây giờ là chỉ có một con đường duy nhất là ra đê mở đấy, kiểu như vậy. Nhưng mà mình thấy là nghịch lý, mới bón gà xong mới kêu lỗ mà 7 ngày sau mình lại thấy đem gà con về, không biết các ông lỗ kiểu gì, cũng chả hiểu được. Tất nhiên cái việc đó là của người ta, nó cũng chẳng liên quan gì tới mình, nhưng mà thật sự cũng chia sẻ với cả nhà như thế này: khi mà những người chăn nuôi nhỏ lẻ đấy, như mình này, mình muốn chăn nuôi được, đa số mình sẽ không có một cái điểm tựa, mình hay tham khảo những người xung quanh, đặc biệt là những người chăn nuôi lớn. Nhưng khi người ta luôn cho mình một cái năng lượng tiêu cực, khiến mình sẽ bị chùn bước này, khiến cho mình không dám mạo hiểm, nó làm mình lỡ đi cái cơ hội làm kinh tế, mặc dù là nhỏ lẻ thôi. Nhưng đối với bản thân mình cảm thấy mình không nuôi được nhiều như họ, nhưng để tính chi phí để nuôi một con gà, tính chi phí đầu ra của một con gà thì mình không có ngu, mình cũng biết. Thì hôm nay mình cũng sẽ làm cái video, mình chia sẻ cho cả nhà mình xem, nó lỗ hay nó lời, có thật sự như những người chăn nuôi người ta nói hay không, hay là lỗ trong cái miệng mấy ông. Thì tất nhiên trong cái chuyện mà chăn nuôi ấy, phải có người thành công cũng có người thất bại cả nhà, nhưng mà có một cái nghịch lý, cái miệng thì nó lỗ nhưng mà 7 ngày sau thì vẫn bắt gà về nuôi tiếp là lỗ kiểu gì. Thì bây giờ em sẽ đi chia sẻ cụ thể cho cả nhà. Hiện nay ấy, cái đầu ra ấy, là chị ở quê em ấy, giá gà mà công nghiệp ăn bằng thức ăn bằng bột cóm công nghiệp 100% là 70 cả nhà, con giống thì 15 và cóm công nghiệp là cũng là 15. Vậy mình tính chi phí thử xem nuôi gà thời điểm này nó lỗ hay là lời. Thì như cả nhà mình cũng, và bây giờ cả nhà em sẽ tính một con thôi cả nhà, từ đó nhân lên bây giờ con giống cả nhà là phải 15.000. Khi các anh chị có con giống rồi đấy thì các anh chị phải có vaccine, thuốc, thêm tính 5.000 một con. Tiếp theo đó là phải điện và nước 2.000. Chia sẻ với cả nhà như vậy. Và tiếp theo nữa cả nhà, đó chính là cái tiền thức ăn. Tiền này là rất là quan trọng. Và khi mình cho ăn bằng thức ăn công nghiệp 100% thì đa số người ta sẽ nuôi trong vòng 4 tháng cả nhà, tùy vào tay nghề mỗi người, nhưng mà thường trong vòng 4 tháng. Và nó sẽ tiêu thụ tổng cái lượng thức ăn là 7 kg, 7 kg thức ăn trong vòng 4 tháng cho một con. Chia sẻ với cả nhà như thế. Và sẽ cho ra khối lượng con gà sẽ là 2 kg, em tính bình quân là 2 kg. Có thể những người nuôi được 1,8 kg, hoặc có những người sẽ nuôi được 2,3 kg, nhưng mà mình tính bình quân lại là sẽ là 2 kg cả nhà. Còn cái chuồng trại ở đây em không tính, bởi vì cái chuồng trại là nó tính theo kháo hao từng năm. Có những người làm cái chuồng người ta sử dụng 5-7 năm bình thường, thì đấy là em không tính chuồng trại. Còn cái công cũng như vậy, bởi vì đa số mình nuôi kiểu 3.000 con thì lấy công làm lời, nên mình không tính vào. Vậy bây giờ mình sẽ đi tính xem nó lời hay nó lỗ. Đầu tiên là 15.000 con giống, cộng với 5.000 tiền thuốc, cộng với 2.000 điện nước, cộng với 7 ký thức ăn, nhân cho 15. 7 nhân 15 là bao nhiêu ta? Là 105. 105. Vậy tổng cái chi phí sẽ là 105 cộng với 15.000 con giống, cộng với 5.000 điện nước, 5.000 thuốc, cộng với 2.000 điện nước. Vậy tổng cái chi phí hết là sẽ là 127.000. Đúng vậy nè, là 127.000. Nhưng mà nuôi 4 tháng con gà mình sẽ được 2 kg. Và cái giá ở em bây giờ nữa là 70.000 một ký, là con gà ăn cóm 100%. Còn nếu con gà thả vườn như em đang nuôi là 115.000 đến 110.000, là gà đẹp đó cả nhà. Còn nếu gà bình quân bình thường ấy, là cỡ 90, mình tính giá 70 đi cả nhà. Thì 2 kg cả nhà, mình nhân cho 70 có phải là 140 không cả nhà? Mà 140 ấy, mình trừ tất cả cái chi phí khi hồi nãy là 127.000, là bây giờ là còn 13.000. Chia sẻ với cả nhà.
Bây giờ mình trừ tiếp khấu hao đi, anh chị nói chăn nuôi là phải có khấu hao, em trừ tiếp 20% khấu hao luôn, là 13.000, em trừ cho 2.000 nữa đi, là còn 11.000. À, như vậy một con gà ở thời điểm này, nếu các anh chị mua con giống 15, truyền thức ăn 15, nuôi trong vòng 4 tháng, các anh chị bán với giá 70, khối lượng con gà được 2 kg, các anh chị vẫn lời được 11.000 đồng. À, như vậy đâu có lỗ đâu cả nhà. Tất nhiên trong chăn nuôi mình không nói trước được nào là dịch bệnh, nào là bệnh tật, nhưng mà cũng chia sẻ với cả nhà như thế này, cái bệnh tật ấy là do mình không có kỹ thuật, mình không biết chế độ dinh dưỡng, chuồng trại mình không hợp lý thì mình phải chịu, có sức chơi thì có sức chịu, đúng không cả nhà? Có gan làm giàu thì sẽ có gan chấp nhận. Còn cái dịch bệnh là nó khó, cả nhà phải hiểu là dịch bệnh nó khó bệnh tật. Bệnh tật là do chính mình gây ra, còn cái dịch bệnh nhiều khi là cái khách quan ở đâu đâu nó tới, ví dụ cúm gia cầm H5N1 xưa chẳng hạn, hoặc là như ở miền Bắc bây giờ cả nhà, miền Bắc người ta đang nuôi heo có dịch tai xanh, nhiều khi ở đâu đâu nó tới, cái đấy mình không thể làm chủ được. Nhưng mà cái bệnh tật là do mình phải chấp nhận, trình độ mình kém thì mình phải chấp nhận, làm gì cũng có rủi ro, mình có sức chơi là phải có sức chịu. À, còn anh chị bảo là kháo hào và cũng chia sẻ cả nhà, anh chị chăn nuôi các anh chị nên tính kháo hào cỡ 15% đổ lại là được rồi. Chứ các anh chị mà nói tôi kháo hào đến 20-25%, 30%, nếu các anh chị kháo hào kiểu như vậy thì các anh chị nuôi kiểu gì nó cũng lỗ, đừng có gió nó cứ cao nó cũng lỗ. Mà cái vấn đề mà kháo hào như vậy là nằm ở kiến thức của anh chị rồi, chuyên môn của anh chị rồi, kém rồi thì thôi đừng nuôi nữa, chia sẻ như vậy. À, nên nuôi gà ở thời điểm này cái giá như thức ăn có thể cao, đúng, con giống lên cao, đúng, mình thừa nhận, nhưng cái giá 70 như vậy vẫn lời. Em đang nói giá này là giá ở em nghe, cái mấy ông ở em mới bán gà xong mất kêu quá từ lỗ tích con à, mày mà bắt em về mày nuôi mày chỉ có bán nhà thôi, chú là kinh rồi, kinh đau không thấy, với 7 ngày sau là thấy bắt là con về rồi, nói chung là chết trong cái miệng của mấy ông. À, nên thành ra là mình chia sẻ thôi, cái việc mà lời lỗ là việc của mấy ông, mình không quan tâm. Nhưng mà mấy ông luôn truyền một cái năng lượng tiêu cực cả nhà tới những người chăn nuôi hộ nhỏ lại, làm người ta sợ, người ta muốn nuôi nhưng mà người ta thấy ui lỗ ghê quá, chú này nó lỗ, ổng nuôi vài ngàn con, kinh nghiệm đầy người mà còn lỗ, trong khi mình nuôi vài chục con, vài trăm con chắc không được. À, năng lượng tiêu cực nên mình mới làm một cái video này, mình chia sẻ cho cả nhà. Mình cứ nuôi, mình cân đối giữa cái đầu ra và cái đầu vào và cái nguồn thức ăn, nó hợp lý thì mình cứ nuôi thôi cả nhà. Mình sợ gì mình cứ nuôi, làm mình cứ thoải mái. À, trong chăn nuôi phải có lời có lỗ, cái lúc này lúc kia, nhưng mình phải phụ thuộc vào bản thân mình. Mình có năng lực thì mình làm cái kiểu người có năng lực. À, chứ ai biểu không có kinh nghiệm, không có nguồn vốn mà đầu tư rất là nhiều vào, nó lỗ là đúng rồi, đúng không vậy? Thì chia sẻ như vậy. Ừ. Thì trường hợp cái giá nó cũng xuống quá thấp, quá thấp nha, mình mới chết. Còn giá như vậy vẫn chăn nuôi cá lời đó nha. À, còn cả nhà đừng có tính kháo hao vào, kháo hao là em đã có trừ rồi 20% rồi, còn kháo hao hơn nữa thì thôi, nếu anh chị nào mà kháo hao cỡ 30% thôi đừng nuôi gà đi, tay nghề chưa có nuôi làm gì, để tiền gỡ ngân hàng xuống, đúng không vậy nha? Mình nuôi gì cũng phải có kiến thức. À, chia sẻ như vậy không có lỗ đâu nha cả nhà, nuôi thời điểm bây giờ vẫn có lời. À, chết là một con 10.000, đó là mình nuôi theo kiểu công nghiệp, chứ mình nuôi thả vườn như em là gấp 3 lần nữa. À, tất nhiên mình nuôi nhỏ lẻ, mình không dám có quyền lên tiếng với những người nuôi vài ngàn con, bởi vì trình mình chưa tới đó, nhưng mình chia sẻ là không lỗ. Thì đây là cái chia sẻ của em như vậy, đến gửi tất cả anh chị em mình, ai muốn chăn nuôi thì mình cứ nuôi thôi. À, đặc biệt là nuôi nhỏ lẻ chẳng sợ gì cả. À, em cũng xin kết thúc cái video.